Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Bữa nay thì mình lên cho các bạn thêm một cái đợt cá nữa, là có thể là lâu lắm mới có lên nữa các bạn, tại vì cá mình hết rồi. Nay mình gom lại lên cho các bạn được gom lại được 7 combo ha. Thì combo này 12 bé, trong đó là ít nhất là 8 bé trống. 4 bé mái, có combo thì 9 bé trống các bạn. Thì mỗi combo là 100k ha. Phí ship là 30k, bạn nào mua hai combo thì combo thứ hai phụ vô cho mình thêm 10k tiền ship ha. Rồi các bạn xem thấy combo nào ưng ý thì chọn thì đặt cá cho mình ha, chứ mình không có lựa, mình không có đổi cái này cái kia nha các bạn. Thứ hai nữa, các bạn nào mà cảm thấy mình đặt cá được thì mình mua được mình thì mình nhận hàng thì mình hãy đặt ha, còn không thì đừng đặt hàng các bạn, chỉ coi vui chơi thôi. Hôm qua mình đặt cá trước, mình có một bạn ở Phú Yên đặt xong có một con chết rồi, người nói cá yếu không nhận, rồi mình cho shipper luôn, shipper về nhà mở ra là cá nó khỏe mạnh, nó đá ầm ầm luôn. Mà các bạn đó mà mình đối với mình một vài trăm ngàn không thành vấn đề, mà chủ yếu là cái uy tín hay sống ở đời nữa, là để cái đức lại cho con cháu hưởng các bạn ha. Rồi còn bạn nào mà thấy mình chưa đủ tiền hay gì, hay là mình chưa ưng ý đó thì thôi đừng có chọn ha. Còn đã mình quyết tâm mua thì mình hãy đặt. Mà bây giờ bạn nào thích thì vô xem, còn ưng ý thì mua ha. Giờ vào cái combo số 1 ha. Đây là cũng như thường lệ, là đợt này chỉ có 12 bé thôi mà. Nè, là một bé trống này ha. Đó. Đây nó trống này, nữa hai bé trống này. Size này từ cái 4 xăng trở lên các bạn. Nè mình gom này, ba bé trống nè. 4 cái trống nè. Trống này 5 cái trống nè. Dumbo nữa 6 cái trống nè. Trống neon 7 cái trống nè. Trống lavender 8 cái trống nè. Nhưng đây có 9 cái trống rồi. Thêm cái này nữa, 9 cái combo này 9 cái trống rồi ha. Combo số 1 là 9 cái trống, có 3 cái máy mà. Đó, còn các bạn nào muốn thích máy mình tặng thêm một con máy dạ quang nữa. Để mình làm biến để ở đây thôi. Giờ chốt lại là 13 bé luôn đi. Mỗi combo mình tặng thêm một cái bé máy dạ quang ha. Đây. Mình không có đổi nha, không có thời gian đổi nha. Cơm này có nhiều đó. Đó là combo số 1 ha. Rồi combo số 2. Combo số 2 bắt đầu là cũng đây một bé trống nè. Đó. Nước nó hơi đục nhìn khó ha, combo ha. Đây bé trống combo nữa nha các bạn. Hai trống ha. Đây với trống combo nó là 3 ha. Đây trống cũng combo nó dưới nó 4 ha. Đây bằng với trống beta thường là 5 ha. Combo nó là 6 ha. Dạ quang này nữa là 7 ha. Combo trống này là 8 ha. Con trống này 9 ha. Cần thêm con trống này cái tay nó hơi nó lỗi nè bạn, 9 nè. Nó thường nếu mà có con cá trống thứ 9 thì cá nó không đẹp bằng mấy con kia mà. Đây đó là ba máy, tặng thêm bạn thêm máy nữa là 4 máy luôn ha. Rồi combo số 3 nè, combo số 3 nè. Thứ nhất là thức cái ông một trống nè, sáng ông còn ngủ nữa, giờ này mới 6 giờ thôi. Hai trống nè, ba trống nè, 4 cái trống nè, 5 trống nè, thức với em 6 trống nè, 7 trống nè, 8 trống nè, 9 trống nè, con trống thứ 9 nè, cái tay bơi hơi đổi nè bạn thấy không, tay bự tay nhỏ nè, đó máy nè. Về tập chơi tập ép vô tư, tặng thêm một con máy luôn, đó là combo số 3 ha. Các bạn lưu ý là cái đợt cá này là mình lên là còn lâu lắm mình mới lên lại nha, tại mình giờ mới đang ép lại rồi, cỡ 2 tháng nữa mới có lên. Đây combo số 4 ha. Đây bắt đầu là cũng một cái trống nè, lavender nè, hai trống nè, lavender nè, ba trống nè, lavender nè, bốn trống lavender, con này hát muôn luôn à, năm trống lavender, con này hình như cũng hát muôn luôn vậy, sáu trống dứa, bảy trống thường, tám trống, con này là hát muôn, chín trống là con lavender. Đó, này chín trống rồi, hai cái tay kia, một cái tay kia nó không đều ha. Rồi với ba cái máy, tặng thêm một cái máy dạ quang nữa ha.
Đây là combo số 4 ha. Rồi tới combo số 5 các bạn. Nè, một trống nè. Hai trống nè. Ba trống nè, quá đã không? Bốn trống nè, con này hình như hết mùi vậy. Bốn trống. Năm trống. Sáu trống. Bảy trống. Tám trống. Xuống dưới vậy. Chín trống. Chín trống không ơi. Có một trống lỗi nè. À. Rồi combo số 6. Nè, một trống nè. Rồi rồi ha. Hai trống sao ngủ rồi. Thức gì con? Hai trống nè. Ba trống nè. Bốn trống nè. Năm trống nè. Sáu trống nè. Bảy trống nè. Tám trống nè. Chín trống nè. Đó. Bàn máy. Đó, các bạn lựa kỹ nha. Lựa kỹ rồi chứ hỏi mình con đó có nhiều hóc môn nhiều khi mình không nhớ đâu mà. Các bạn xem nè, thấy ưng ý thì đặt mua, còn mình thấy chưa, thấy cảm thấy mình chưa khoái đó thôi, quyết định đừng mua. Mua về các bạn tới giữa đường các bạn không không nhận hàng thì cũng tội nghiệp. Đối mình vài trăm ngàn không sao, nhưng mà sợ con cá đi rồi là quay về rồi nó chết uổng, cho nên thường là mình cho shipper không à. Mình thấy an toàn mình nhận về. Chứ để về nó chết tội nghiệp con cá chứ không gì chứ. Đó, một trống nè. Này con mua số 7 nha. Hai trống con này im quá, im quá. Ba trống nè. Sáng mình chưa thức nữa ông nội, thức gì nè. Bốn trống nè, năm trống nè, sáu trống luôn nè. Ủa không phải con nóng máy, đây trống nè. Đó. Trống nè. Trống luôn nè. Nói chung con là gì là combo nào, combo nào cũng chín trống rồi, chín trống ba máy, tặng thêm một máy dạ quang đó là bốn máy nha. Đó, là bảy combo các bạn. Rồi các bạn xem kỹ ha. Cái nào mình thấy vừa ý mình đặt mua các bạn ủng hộ mình ha. Còn các bạn thấy mà chưa vừa ý thì thôi xem cho vui ha. Cảm ơn các bạn để xem cũng được rồi. Đó, còn lại mình bây giờ đã còn nhiêu đó các bạn. Nè, còn có mấy con này là cá này nó cũng còn nhỏ cho nên là cái form cũng hơi lâu lắm. Nè. Dép lại nè. Đó. Bây giờ mình mới đang ép nữa các bạn. Nè ha. Đang ép nè. Nè. Bỏ mình ra hồ lớn được mấy bầy nè. Đó. Cá còn một xíu thì dạ quang nè. Đó. Còn các bạn nào mà mua cá mà thủy sinh thì ok cho các bạn luôn à. 30k một, ủa 30 bé là 100k ha. Dạ quang với cá thì nó là nó không có dạ quang lên trắng trắng nè. Đó, các bạn. Rồi. Các bạn yêu thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn ha.